Hello anh em, thì hôm nay cái sơ đồ tôi muốn đưa đến cho anh em trải nghiệm đó chính là cái sơ đồ 4321. Đây là sơ đồ cây thông ở trong cái mục sơ đồ mặc định anh em có thể lấy nhé. Thì về style cũng như cách vận hành cái sơ đồ này sắp xếp bố trí ra sao thì anh em có thể tham khảo như hình của tôi nhé. Ở ngoài đời thì cái đội bóng thành công nhất đối với cái sơ đồ này chắc chắn là AC Milan rồi đúng không anh em? AC Milan năm 2005-2007 với những cái tên hảo thủ như là Maldini, Nesta, Pirlo, Kaká, Zidane, Inzaghi các thứ đúng không? Thì còn ở trong game thì cái style để anh em vận hành tốt nhất là Bernardo Silva, Pellegrini và Nistelrooy. 1-0 luôn anh em. Cái hiệp này tôi cắt luôn từ phút cái trận đấu này tôi cắt luôn từ phút 24 nhá, bởi vì thực sự hoành hào anh em ạ. Có cuộc gọi đến từ lúc đầu anh bấm nghe nhưng mà quên mất không ghi lại cho anh em, thế đâm ra nó bị sẽ bị dở mất. Anh em xem tươi nhá. Thì như tôi vừa đề cập đến, nào là Pellegrini làm gì đây, đưa bóng vào nào, không thành công. Thì ở trong game cái sơ đồ 4-3-2-1 dạng sơ đồ cây thông Noel này thì anh em có thể áp dụng đối với style là quick counter hoặc là possession game nhá. Hai style này vận hành nó rất là tốt đấy. Và Corrente chân trái và Nistelrooy không thể cản phá. 2-0 80 không anh em. Ok, tập nhanh nào, một bia cho Lorente, chào bóng với Nistelrooy, vượt qua nào, Zielinski cho khe. Ok, cú đúp cho Nistelrooy. Thì ở trong game thì anh em có thể áp dụng hai cái style nó là quick counter và possession game nhé. Làm gì đây, là pha lên bóng nào, Zielinski. Phút 57, tỷ số là 3-0. Rất là nhanh chóng đúng không anh em? À, xin lỗi, 4-0 anh em nhé. Rất là nhanh chóng. Gì này? Ông này lại out rồi anh em ơi. Chán thật đấy. Ok, out thì tôi lại quay trận khác cho anh em. Cho anh em có nhiều cái trải nghiệm. Như tôi đề cập đến những trận trước đây đúng không? Càng out tôi đá càng nhiều trận, càng nhiều trận anh em có càng nhiều cái trải nghiệm. Càng nhiều cái cách nhìn nó cụ thể hơn về cái dạng sơ đồ này. Thì về cách build team thì anh em có thể tham khảo cách build team của tôi nhé. Thì đầu tiên là về vị trí thủ môn đi, thì anh em sẽ nên chơi cái style của tôi đó là offensive goalkeeper. Pellegrini không chiến thắng được thủ môn. Cặp trung vệ thì anh em sẽ dùng cái style đó là build up và destroy. Này là công thức trung vệ chung dành cho mọi sơ đồ đúng không anh em, mang lại cái độ hiệu quả nó rất là cao. Cặp hậu vệ cánh thì anh em sẽ chơi là offensive fullback cho tôi hoặc những cái style khác, nhưng anh em lưu ý là nó sẽ phải có tốc độ cao cũng như cái khả năng chuyền trọt phối hợp team tốt nhé, vì cái dạng sơ đồ này đòi hỏi rất nhiều ở vị trí hậu vệ cánh như là cái chuyện anh em hỗ trợ tấn công ấy. Thì bộ ba tiền vệ trung tâm, anh em ở giữa gọi là tiền vệ trụ ấy, Pellegrini đưa bóng vào nào. Ok, rất là đẹp đúng không anh em? Em cảm thấy không? Đây là 3-4-3-2-1 dạng cây thông thì tập trung dạng trung lộ như anh có thể thấy nhá, triển khai được rất là dễ dàng. Những pha đánh từ biên, những pha tạt cánh cho anh em ấy nó sẽ rất là hiệu quả. Thì bộ ba tiền vệ trung tâm ở đây anh em làm gì đây? Ghi bàn chưa nóng máy xong đội bạn đã gỡ hòa đúng không? 1-1 phút 14. Người lập công cho đội bạn là Mbappe. Thì bộ ba tiền vệ trung tâm ở đây anh em sẽ chọn cái tiền vệ trụ sẽ là cái style Anchorman cho tôi nhé. Thì hãy chọn những cái Anchorman có khả năng điều phối bóng tốt, nó dạng như kiểu Rodri ấy, như trong game, như trong sơ đồ tôi sử dụng Xabi Alonso nhé. À, Alonso này tôi ép thêm cái skill đó là blocker nên tạo cái cảm giác chắc chắn trong cả phòng ngự, bởi con hàng truyền đã là khá tốt rồi. Còn tiền vệ trung tâm hai bên anh em sẽ sử dụng cho tôi một box to box và một hậu player. Hai tiền vệ công, ok làm gì đây, Zielinski vượt qua Diaz. Hai tiền vệ công anh em sẽ sử dụng cho tôi một hậu player và một playmaker. Thì anh em chú ý cho tôi nhé, nếu anh em xếp cái bên mà hậu player ấy, thì anh em sẽ xếp cùng bên box to box cho tôi. Còn bên playmaker thì anh em xếp cùng bên hậu player nhé.
để cho hỗ trợ cầu thủ một cách tốt nhất ấy. Có nghĩa là vị trí nó sẽ đan xen đối với tiền vệ trung tâm và hai cái tiền vệ công AMF đấy. Và cái vị trí gần như là quan trọng nhất, chiếm đến 60% sức mạnh của sơ đồ này, đó chính là CF. Thì sẽ là dạng làm tường, ban bật, chuyền trọt và khả năng dứt điểm bằng hai chân rất là tốt. Nên anh em lưu ý sẽ chọn những cái style cho tôi, đó là Fox in the box hoặc deep lying nhé. Thì anh em chú ý là từ tuyến tiền vệ cho đến tuyến tiền đạo, thì anh em nên chọn những cái hàng có cái skill đó là chuyền một chặn để triển khai bóng tốt và nó đem lại cái hiệu quả cao nhất cho anh em. Pellegrini dứt điểm hiền quá. Ok, Danilo, Xabi Alonso mở biên nào. Timber, Bernardo Silva, phù thủy nhỏ của Pep chọc đúng không anh em? Về ưu điểm của sơ đồ này, tôi đánh giá là nhân sự cầu thủ được bố trí hợp lý chặt chẽ, nên khi mất bóng thì anh em có thể pressing ngay để có thể kiểm soát lại nhờ số đông nơi trung tuyến nhé. Với anh em được bố trí tận 5 tiền vệ nên cái việc kiểm soát nó sẽ là dễ. Goretzka lực tím nào. Ok, 2-1. Goretzka vung lực tím uy tín thật đấy. Với con hàng này sở hữu cái skill đó là long ranger shooting em nhé, gia tăng cái tỷ lệ xuất xa thành bàn đấy. Với lại cái ưu điểm sơ đồ này nào, thì là về cự ly đội hình được bố trí gần nhau, giúp các vị trí dễ dàng linh hoạt hỗ trợ nhau trong cả công cũng như là thủ. Ba tiền vệ trung tâm án ngữ trong hàng phòng ngự thì sẽ giúp cho anh em tạo nên hai lớp lá chắn nó kiên cố. Làm gì hay sai lầm, Danilo, Mbappe trừng phạt nào, cho trường. Chịu luôn đấy, cứ vừa ghi bàn nghe đối thủ gỡ hòa, vừa ghi bàn đối thủ gỡ hòa. Cái này thuộc về sai lầm của ông Danilo, ông hơi báo thủ đúng không? Quả tam ba bận một lần nữa mà ông phạm sai lầm, tôi cho ông quả nhót luôn. Về cái ưu điểm sơ đồ tiếp theo nhé, thì anh em nếu mà chơi style quick và Nisteroy làm gì đây, ZD nào. Khá là tiếc khi bóng tìm đến cột dọc. Okay, kết thúc hiệp 1 đây, em đưa vào hiệp 2 nhé. Ok, bước vào hiệp 2 tỷ số đang là 2-2. Quay lại cái ưu điểm sơ đồ này nhá, nếu anh em chơi cái style quick ấy, thì đối thủ sẽ khó triển khai tấn công, vì khi đó anh em sẽ áp sát rất là nhanh, triển khai pressing nó sẽ rất là nhanh nhá. Còn nếu anh em chơi post thì sẽ dễ dàng áp đặt lối chơi bằng việc kiểm soát quả bóng nhờ hàng tiền vệ số đông. Trọng khe không thành công của OZK. Ngoài lề chút thì bổ sung một chút cái thông tin về bốc xuất hiện ngày mai, thì sẽ là bốc Derby Day London anh em nhé. Vì sự xuất hiện của hai đội bóng thành London đó là Arsenal và Chelsea. Pellegrini, Bernardo Silva, cho khe Van Nistelrooy làm gì đây, không thành công. Zielinski làm gì, ra chân hiền lành em ơi, mạnh mẽ lên nào. Nào Van Nistelrooy bắt nào. Mà sẽ tấn tôi chịu ông ấy. Làm lại nào, ép đối thủ như thế này mà đúng không anh em? Không thành công. Bóng lại tìm về với thủ môn đội bạn Oliver Kahn. Ngày mai cái bốc Derby Day thì sẽ xuất hiện 8 con hàng anh em nhé. Xuất hiện sau 9 giờ sáng ấy. Thì là 8 cái tên nó khá là chất lượng. Đó là Odegaard này, Magahed này, Ramsdale này, Martinelli của Arsenal, Zakaria, Kai Havertz, Mason Mount, Fofana của Chelsea, Bernardo Silva. Đấy rồi. Ôi, khó hiểu. Ở đây thực sự anh em mà không nghĩ là qua được nên đập bóng về đúng không? Nếu qua được thì tôi sọc thẳng một mạch cho nhanh. Phút 70 thì trận mình ép sân thế mà không ghi bàn thì hơi buồn đúng không anh em? Cố lên nào, bón hành cho đối thủ nào các anh em. Timber đúng rồi, lại không thành công. Rüdiger cắt bóng rất ngọt. Tchouaméni, con hàng này phong độ A thì 2-3 tuần liên tiếp rồi, khét thật đúng không anh em? Tuần này tôi nhớ nhầm như là A thế ấy. Luxor phản công nào, Goretzka, Zielinski vượt qua được không?
Ok, bỏ lại phía sau từ Tchouaméni. Lập bập, ghi bàn nào. Ok, phút 81, tỷ số là 3-2. Không liên quan nhưng mà anh em có xem bóng nhỉ? Cái video này tôi làm cho anh em từ tối hôm qua ấy, nhưng mà trưa hôm nay tôi mới up. Nhưng mà tốt, vừa bị nil dã cho tận 6 quả đúng không anh em? Ok, thay người nhá, anh em chú ý đúng không? 6 ông, 3 ông tiền vệ trung tâm, 2 ông tiền vệ công, ông tiền đạo. Thậm chí gần như các tuyến còn lại có mỗi ông thủ môn mấy ông hậu vệ cánh trái còn thể lực thôi. Còn đâu, bởi vì đây là tôi đá quick nhá, nên bào thể lực rất là nhanh luôn. Thì quay lại cái trận bóng ngoài đời nhé. Thì Tottenham bị Newcastle dã cho 5 bàn. Tôi nghĩ là mai thì, à cái thứ năm tuần này sẽ có một số con hàng, một trong những cái con hàng của Newcastle xuất hiện trong bốc. Đúng anh em, bốc xanh lá đấy. Vì hàng công của New và đá khá là cháy. Sự có mặt ở Zerlington, Isaac và Murphy. Tôi đoán là một trong ba cái tên sẽ có mặt. Isaac thì chắc không bởi vì mới xuất hiện rồi. Nào, tổng thống di trên mõm. Tạt được tím từ đấy làm sao có bàn. Tiếp nối à. Tạt từ đấy làm sao có bàn này anh em. Ok, về cái nhược điểm sau này nhá. Nếu anh em đá quick thì thể lực nó nhanh cạn kinh khủng luôn á. Còn nếu anh em đá post thì sẽ phải lên bóng chậm vì nó chỉ có một CF thôi. Rainer, Pellegrini, Benzema làm gì đây? Cho khoe nào, Phil Foden. Tôi lại tưởng ra ngoài của đấy. Con này coi như cắt tiết rồi đúng không anh em? Tụt 89 rồi, 42 thì bên kia cho thêm tiền không gỡ được. Về nhược điểm sau này đúng không? Như tôi vừa bảo ấy, post thì lên bóng nó sẽ chậm vì chỉ có một CF thôi. Nên anh em, đôi khi anh em sẽ không đa dạng được trong cái tấn công. Nhưng mà nó sẽ đem lại cái hiệu quả bởi vì nó thực dụng anh em nhé. Còn cái sơ đồ này thì là lối đá thiên về phòng thủ để tận dụng sai lầm của đối phương. Nên nếu anh em sử dụng thì anh em không nên quá vội vàng và lên bóng. Anh em hãy chơi theo kiểu lối đá phòng ngự phản công nhé. Ok, trận đấu trong kết thúc tại đây thôi. Thì tôi xin phép dừng video tại đây nhé. Nếu anh em cảm thấy video hay và bổ ích thì đừng quên để lại cho tôi một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để tôi có động lực ra những video tiếp theo nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp anh em những video tiếp.